Hôm nay dẫn hai chị và vợ mình đi ăn bằng xe taxi xanh SM của VinFast. Chị Hằng là người bà con quê ở Nam Định, và chị gái bên tay phải là cũng ở Nam Định, ở với mẹ của mình, ở chung với mẹ của Nam hơn 30 năm, giúp mẹ của Nam buôn bán gạo và giúp đỡ chăm sóc mẹ của Su và Nam trong tuổi già. Mình rất mang ơn chị gái bên người đứng bên tay phải đó, mình mang ơn chị gái rất nhiều. Chị gái tận tình giúp mẹ. Taxi xanh SM taxi. Hello bạn. Chị gái chị Hằng giới thiệu đây là xe VinFast VF8 Eco màu đỏ. Ở bên Mỹ em lái chiếc VF8 Plus màu xám. Giống ý này thôi, trong giống ý này. Sao thấy mát mẻ không? Mát. Ơ về mấy đứa kia nó có ngủ à? Dạ. Chắc nó đi chơi rồi á. Bây giờ nó dặn hết rồi. Đi ăn uống gần đó đó. Chị gái thấy ngồi xe thấy êm ái không? Êm. Êm à. Êm. Nhức đầu chưa? Hả? Không sợ say hả? Không. Điều đây là bác cũng cho say. Hành bị say xe. Không phải, không có say. Xe có đẹp không? À. Đẹp. Ở đây có đi từ đây ra bác cũng chả say. Mấy này. Xe đi từ nhà đi nào bạn? Bạn tên gì ạ? Dạ em tên Khương. Khương hả? Khương lái xe này lâu chưa? Dạ em lái cũng được 1 năm rồi. Oh, okay. Taxi xanh này luôn á hả? Dạ. Xe này VF8 này luôn hả? Đi ra mắt mà làm rồi nha, ra mắt năm nào nhà? Năm... Một năm rồi. Mấy năm rồi hả? Lái thấy ổn không? Xe thấy ổn? Dạ xe ổn quá. Thích hả? Dạ em lắm, chạy rất là êm. Ngày có 1 xăm về phải không? Mình bên Mỹ mình lái cái này mình quậy quá trời. Quá xe. Chúc mình cho mà bạn xem cái kênh của mình ha. Dạ. Mình quậy xíu. Ok, cảm ơn bạn. Tây lúc nào cũng qua hết. Ở Sài Gòn người ta đi, người ta đang phấn khởi tại vì thời tiết đẹp tốt. Còn Hạnh đó thì nói nắng. Trời ơi, thời tiết đẹp thì em nói nắng. Mà ở bên đây nó cũng có hai mùa. Lỗi là lúc đầu thôi hả? Mà cái này là 2023, 2024. 23 hả? Đi được 42.335 km rồi. 2 tuần. Còn bánh xe còn tốt hơn. Bây giờ bán bớt tí. Dạ. Tốt. Không ăn. Uống không à? Uống nước không? Từ sáng tới chiều uống nước không? Uống nước là no. Cái năm mới gặp được xe VinFast VF8 một hai lần. Mình đi đâu cũng là được người ta chú ý lắm. Bên Việt Nam thì thấy cái bình thường. Không như là taxi VinFast đi đâu cũng thấy đủ thứ loại ba màu. Nó là dư điểm không? Nó thì nó là dư điểm. Lúc nói là chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là Hà Nội thôi, giờ là đa số tỉnh. Không thấy đủ thì lại có gì đó. VF8 này là hạng xịn nhất không? Ăn thua mình. Yeah. Đúng rồi. VF9 là không có xe taxi. Bên nghe thì mình phải ráng học. Đúng rồi. Nhưng mà mình học là mình phải biết cái lượng của mình. Cái lực học của nó rồi. Lực học của mình rồi. Để khách của bạn phần đông người Việt không? Có người ngoại quốc không? Thì có người ngoại quốc nhưng mà ít hả? Người ngoại quốc họ không có cái app được, tại vì họ phải mua cái sim họ gắn vô điện thoại họ mới tải được cái app. Cũng hay lâu lâu mà cái đặt khách mình đặt nguyên bay á, cũng vô đây học mấy năm xa, mấy năm mà đi ba năm qua bên nước Thảo Điền, nước Thảo Điền lại nước đó đó, ba năm xa đúng rồi.
Hàn Quốc thì họ ủng hộ Việt Nam, họ thích cái xe này tại vì ngồi thoải mái hơn, nó mát mẻ. Taxi VF8 này. Bên xanh nào cũng bằng áo trắng sơ mi hết, không được bằng áo thun. Em là còn đen áo trắng, còn đen áo trắng mới đi dài da, rất là tinh lịch sự, giống như là sang trọng. Họ thấy vậy họ cũng thích đó. Dạ vâng. Họ quý. Dạ. Họ nó gọi là họ nể mình. Quan trọng là cái trang phục đó đấy. Dạ. Với cả cái xe này là cái xe premium. Dạ. Hạng sang và taxi nữa. Đi tìm cái bàn nào thú vị, chỗ nào ở trên kia, trên cao đúng rồi đó. Coi cái chỗ nào thú vị. Tìm cái bàn nào thú vị cho nên. Thú vị. Đi xung quanh lên xem phòng cái đó. Dạ dạ. Còn ở dưới, còn ở trên nên dưới nữa. Another coffee shop in Vietnam, Sài Gòn, Ho Chi Minh City. Okay.
Thích ngồi này lý tưởng phải không? Uống cà phê ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Trời mưa. Cà phê mưa. Cà phê mưa. Uống cà phê mà đừng ngồi hai chỗ, trải nghiệm được hai nơi trên cùng một nơi. Chị Hạnh đi đâu rồi con? Mưa quá đẹp, mưa quá lãng mạn phải không Đông? Đây là em trai út Hành Đông, tay đàn vui tha. Thank you.
Đi uống cà phê 3-4 lần, 3-4 nơi, nơi nào cũng mưa hết, khoái quá. Quán nào cũng mưa hết. Xe vô cái xong rồi. VinFast VF8 taxi xanh.